Miên ơi Miên, kẹo chị mới làm xong nè, ăn thử coi ngon không? Ngon dữ vậy? Chị, có phải chị làm thì không nhỏ chị xạo em đúng không? Chuyện là hôm bữa Sam có hướng dẫn làm hoa hồng khô bằng gói hút ẩm. Hôm nay Sam lấy ra kiểm tra thì thấy nó đã khô quắt luôn rồi. Cho nên Sam sẽ dùng số hoa hồng khô này để làm ra một món kẹo có tên gọi là kẹo hạnh phúc, hay còn được gọi là kẹo nâu ghét. Sam nghe đồn là sau khi mình ăn kẹo này vào thì mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc. Và đây là những nguyên liệu Sam đã chuẩn bị, gồm có kẹo marshmallow, sữa bột nguyên kem, bơ lạc, cranberry, nho khô, hạt điều, hạt bí, hạnh nhân và cuối cùng là những cánh hoa hồng khô. Về tỷ lệ thì Sam sẽ ghi ở phần bình luận nha. Đầu tiên Sam sẽ cho bơ lạc vào chảo và đun cho nó chảy ra. Sau đó Sam sẽ cho hết phần kẹo marshmallow vào. Sam dùng muỗng đảo liên tục để cho kẹo mềm ra. Rồi Sam cho sữa bột vào. Cái lượng sữa bột khá là nhiều cho nên Sam sẽ chia thành 3 lần để mình trộn cho nó dễ thôi, chứ không có gì hết á mọi người. Trong quá trình làm kẹo từ đầu cho đến cuối luôn thì mức lửa sẽ để ở mức nhỏ nhất, mọi người nhớ nha. Và một cái lưu ý nữa là phải có một chiếc chảo thiệt là chống dính, chứ cái chảo gang như của Sam là không ăn thua rồi. Sau khi marshmallow và sữa bột đã hòa quyện lại với nhau thì Sam sẽ cho hết phần hạt và trái cây sấy vào, tắt bếp, trộn đều và cho ra khuôn. Cái phần khuôn Sam lót một lớp giấy chống thấm để khi mà mình lấy kẹo ra thì sẽ rất là dễ. Dàn đều, nén chặt, sau đó rắc cánh hoa hồng khô lên trên. Đó mọi người, có hay là không có cánh hoa hồng khô cũng được nha, không có quan trọng đâu. Gói giấy lại và Sam sẽ cho vào tủ lạnh ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng Sam lấy kẹo ra kiểm tra thì thấy nó đã cứng rồi nè mọi người. Cái màu sắc của kẹo Sam thấy rất là đẹp nha. Wow, cắt ra bên trong nè. Bây giờ Sam sẽ chia kẹo thành từng viên nhỏ vừa ăn. Mọi người có thắc mắc tại sao nó được gọi tên là kẹo hạnh phúc không? Bởi vì nó được kết hợp từ vị ngọt ngào của sữa, bơ, marshmallow, vị tươi mát và vẻ đẹp mắt từ trái cây khô hòa trộn vào, làm cho người nhìn giống như Sam không có nỡ ăn. Để bảo quản kẹo thì Sam sẽ cất kẹo vào những cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh giống như vậy nè, rồi dùng cái máy duỗi tóc hàn miệng lại. Đó, vậy là xong rồi đó mọi người, quá là đơn giản luôn. Tết đến, gia đình quay quần bên nhau, ngồi ăn chiếc kẹo do chính tay mình làm, nhâm nhi thêm một ly trà nóng nữa thì còn gì bằng. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha.